Mọi người đã đến với kênh của Vân Phi Yến Official. Bây giờ thì Yến đang cầm trên tay một cái dao thật là to. Bây giờ Yến chuẩn bị đi mọi chim chép. Mi Mi ơi, Mi ơi, lại đây nè con. Mi Mi, lại lên, lại lên, lại lên, lại lên. Trời ơi, nói đi chưa, đi rồi. Mi Mi, lại đây mẹ nè. Bắt được rồi. Đây, Mi Mi chào cô chú đây nè. Mỹ. Bây giờ thì con với mẹ con sẽ đi bắt chim chép. Bắt chim chép thôi. Giờ hai mẹ con sẽ đi thôi. Đi nè con. Cái rau này mọi người biết là rau gì không? Rau chay. Cái rau này mình có thể nấu canh, có thể xào. Mình có thể ở dưới quê lúc trước mình Yến hay hái xong vậy nè, xong mà lặt lá vậy, lặt vậy, lặt vậy đó, vậy là đem đi xào. Ở đây có hơi nhiều không mọi người nè, đây là rau chay ăn rất là mát luôn đó, nhiều lắm. Dưới quê là cái gì thì ra bắt ốc hay ra. Mò nhẹ nhẹ từ từ thôi, mình mò quá thì nó sẽ bị lạng theo nước đó mọi người. Mình sẽ không mò chúng nó, mặc dù nó ở đó đó, nhưng mà mình sẽ không mò chúng nó. Phải biết cách mò mới mò được. Mò cũng là một nghệ thuật nha mọi người. Phải mò từ từ thôi, đừng có mò mạnh quá. Mạnh quá là nó sẽ bị chạy đi á, nó bị lợn theo nước mình á. Đó, đây nè, nó nhẹ nhẹ. Đó. Đây. Tươi luôn rồi, cái ở Sài Gòn là 50.000 ký, có thể hơn luôn mọi người. Yến, chắc Yến phải về quê bắt ốc đi bán thôi. Yến mẹ xuống mà ốc coi. Trời ơi. Chạy. Đây. Trời ơi. Chạy. Đây. Mấy. Mọi người thấy không? Con chó của mình bây giờ nó
Dương trời. Sao biết? Mày mày Dương của người ta con. Trời ơi Dương người ta. Lại đây. Người ta đóng cổ đi bây giờ xuống. Ở đây mương vườn người ta vẫn mò được nha mọi người. Dưới quê toàn là bà con dòng họ quen biết không à. Mà cũng không có ăn hết đâu. Mình phải mò thôi. Ăn được nè rau ngổ đó, hấp cá lóc ăn bó chỉ bồ chét luôn nha mọi người, ngon sắc sắc. Ý, cốc cho mọi người, cốc rộn nha, cốc này là cốc trên cây, ở trên cây này cây cốc này nó rộn xuống nè mọi người, trời ơi dưới quê toàn toàn là rộn bỏ thôi vậy đó nè, thấy không, trời ơi ổn ghê, em đừng có cản giờ mình không mua già chín rụng luôn. Đây. Đây nha mọi người. Cốc chín, cốc chín rụng. À, chín quá trời luôn kìa. Đây, ngậm mấy trái này vậy. Tí về mình rọt gọt gọt. Sau mình bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh xong rồi tới tối mình đem ra mình ăn. Đâu nữa. Đó rồi, hai cái này nó bị ướt hết rồi. Bỏ đi. Năm cái cốc ở trên cây này nó rớt xuống không biết, thôi ngồi đây ngồi rớt gì đâu, rồi đi mò thôi. Cốc này xíu em về mình chấm ớt sắc rồi tiếp.
khó mà họ buồn. Dễ sống lắm, chỉ cần bỏ cây cây khoai mì á, với lại cái cây nào mà cái vỏ nó màu ấy á, là nó cây đu đủ nè, nó sinh sôi, nó sinh sôi nhiều lắm. Chặt cái đít đi, xong rồi cái ngâm sạch, chặt cái đít đi rồi bỏ lên hấp xả để lễ cho nó dễ. Chép á, mình mò được hai con rồi nè mọi người, mới mò hai con chim chép mà chắc nước có vẻ sâu quá hả? Không sao, nó đứng yên gói thôi, sâu hơn mấy con kia một chút nhưng mà nó sẽ khó mò hơn nè. Đó, hôm nay nhổ xong này có gì không, cái mưa này nó không có lá cây á. Tao nuôi là tao dùa tao hút. Cái rổ hút. Nhỏ lắm, không hút được như hết đâu. Tao dùa tao hút. Mà làm lâu lắm. Thứ nhất là chặt đuôi. Thì có mấy cái đu đủ, mình hái lá đu đủ, mình quăng xuống thì nó sẽ bu lại cái lá đu đủ sáng. Quăng xuống tối hay là sáng nó bu lại đầy. Cái là nó chết luôn. Đu đủ có mũ mà cái mũ của đu đủ nó đục, nó bù vô nó chết luôn. Không có chết thiệt tình luôn á. Yến làm bậy đu đủ hoài à. Ốc bu nó cũng bu lại, mấy con ốc này nè nó bu lại, nhưng mà mình phải ngâm thôi, mình ăn mình sẽ bị đau bụng á. Tại vì cái mũ đu đủ á mình sẽ ngâm một ngày hai ngày để cho nó ra hết. Đây nãy mình nắm một chim chép mà sao không thấy chim chép, tưởng thấy cái gì hết. Thôi mình gậy đi nhiều sao cũng có được. Đắng. Thank you.
giờ thì ý nếu mà được cũng khá là nhiều rồi mọi người. Mò nhiều quá sợ ăn không hết. Trời mưa cũng trời mưa rồi. Thôi bây giờ mình đi vô thôi. Rồi chế biến. Bye bye mọi người. Chờ Yến chế biến xong Yến sẽ ăn review cho mọi người xem nha. Bây giờ mình đi hết cốc xong mình về. Ai, nhìn ở đây.